Hello, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Hậu Địa Phát. Hôm nay với một câu hỏi của các anh chị khán giả thì tài chính tầm độ 6 tỷ rưỡi, 7 tỷ thì mua nhà ở đâu? Mua nhà ở quận Tân Phú, quận Bình Tân hay là ở đâu? Là nhu cầu thì anh chị làm ở bên khu Phú Nhuận. Đấy, thì muốn đi lại về trung tâm gần sát cho nó tiện ít. Rồi đấy thì hiện tại thì các khu vực thị trường như là quận Tân Phú thì anh chị hồi xưa đấy tầm độ 2 năm về trước thì nó như là một vùng ven, nhưng bây giờ nó là thực sự là như một cái khu trung tâm thành phố rồi đó. Từ quận Tân Phú nếu mà anh chị mua thì để di cư, để công việc và con cái thì đi về bên Tân Bình này, quận 10 hay là bên Phú Nhuận gì đó, quận 3, rồi các khu trung tâm nó rất là tiện, nó rất là gần. Mà bây giờ thì trong thời gian điểm năm nay á thì cái thị trường nó đang lên rất là nhiều, cái giá nhà đất khu vực quận Tân Phú, quận Bình Tân và cả xung quanh các khu vực mà trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì đã lên tầm độ là từ 25% á chị, 25 đến 30%, rất là cao. Bởi vậy thì bây giờ là cũng có rất là nhiều khách hàng anh chị là tài chính tầm độ 6 tỷ rưỡi, 7 tỷ thì muốn hỏi Hảo là tầm tài chính đó thì anh chị sẽ mua được nhà ở đâu, tại khu vực ở đâu. Thì với cái tài chính mà độ tầm 7 tỷ đi, cho là 7 tỷ nha anh chị. Đấy, cao hơn cao cao nhất ngưỡng đi là 7 tỷ đi, thì để mua một cái nhà ở quận Tân Phú ấy, nếu mà được bên Dường Lài Tân Phú đi, thì bây giờ đó thì thật sự luôn với anh chị, Dường Lài này, khu vực Tân Thành này, Tân Sơn Nhì thì giá nó rất là cao. Bên đó giờ nếu mà tính cái giá trị nhà mình đó thì tầm ngắt ngưỡng là từ 100 đến 120 hiểm xe hơi trên 1 m² rồi anh chị, giá rất là cao, mà trong khi là không có nhà bán luôn. Đấy là như vậy. Tầm độ 4 tháng trước thì Hảo có bán một căn ở bên khu vực là đường Vườn Lài. Vườn Lài anh chị là thông hẻm, thì hẻm cục mà sát sát mặt tiền, thì thông thông ra đường Lê Văn Phan rồi bên Phú Thọ Hòa đấy. Thì căn đó thì có diện tích là ngang 4 dài 12, công nhận đủ, nhà một trệt, hai lầu sân thượng, nhà là mới xây 2 năm thôi, là thiết kế rất là công năng, mới đẹp. Với cái diện tích đó thì có rất là công năng, vị trí thì hiểm xe hơi thoải mái, xe hơi vào nhà vẫn được, nhưng nếu mà xe hơi vào nhà thì nó chật chội, không, nó khó. Thì căn đó thì chủ người ta được đó là bán đó là 7 tỷ 2 thôi, nó là với một căn nhà đẹp. Còn thị trường bây giờ thật sự rất là hiếm, rất là ít luôn anh chị. Thị trường bên Tân Phú giờ nếu mà tầm độ 7 tỷ đi thì anh chị có thể mua được một căn nhà tầm độ là 50 m² đấy, hiểm xe hơi, nhà một trệt hai lầu, hoặc là tùy cái vị trí anh chị. Nếu vị trí nó đẹp đẽ thì nó gần mặt tiền, hoặc là nó hẻm xe hơi thông này kia, thì nó nhà nó có thể là một trệt và một lầu thôi, hoặc là những nhà cấp 4 mà có vị trí đẹp thì nằm trong cái tầm giá như vậy. Thành thử ra là Hảo cũng xin giới thiệu với anh chị luôn là nếu mà anh chị có nhu cầu ấy, tài chính mà tầm 6 tỷ rưỡi đến 7 tỷ thì thay vì anh chị mua một cái nhà bên khu vực quận Tân Bình hay là Tân Phú thì rất là chật hẹp, có nghĩa là diện tích nó cũng rất là nhỏ anh chị. Với nhu cầu, bởi vì tài chính mà anh chị tầm độ 7 tỷ đi thì chắc chắn là Hảo chắc chắn luôn là anh chị phải nhất định là mình phải tìm một cái vị trí là hẻm xe hơi rồi, để xe hơi vào nhà, hoặc là có xe hơi đi ra vô nó rất là tiện, nó thoáng. Chứ còn mà tầm độ tài chính 7 tỷ mà anh chị mà để muốn một cái diện tích rộng rãi mà bỏ qua một cái nhu cầu xe hơi thì rất là đáng tiếc. Đấy, thành thử ra là với cái tài chính mà tầm 6 tỷ rưỡi 7 tỷ thì anh chị nên hướng ra cái khu vực mà bên quận 12, khu Nguyễn Văn Quá, hay là cái khu mà bên Trường Chinh anh chị, rồi Phan Nhân Hớn rồi đấy. Bởi vì khu vực đó thì anh chị về bên trung tâm anh chị, về bên Tân Phú với lại Tân Bình nó rất là gần, một trục thẳng Trường Chinh, anh chị chạy thẳng về tầm độ một cây số hơn thôi, 2 km thôi là đã về đó rồi. Thì anh chị đi trung tâm đi làm rồi nó rất là tiện ích, nó rất là gần chứ không có xa, mà trong khi là nhà cửa đấy mình mua nó có rộng rãi hơn, và vị trí hẻm nó rất là rộng rãi, nó rất là tiện ích, thay vì anh chị cứ chen chúc vào trong khu vực quận Tân Phú hay là quận Tân Bình. Tân Bình thì bây giờ tầm độ 7 tỷ thì chắc chắn luôn anh chị mua một cái nhà mình ở không thoải mái đâu, rất là nhỏ, mà nhà thì về phải sửa sang và phải gọi là cái chi phí á, để anh chị sửa sang và sang sửa trong đó rất là nhiều ấy. Thì hiện tại thì bên khu vực mà đường Trường Chinh anh chị, Trường Chinh ngay cầu Tham Lương anh chị chạy thẳng xuống dưới một tí, mà cái đoạn về bên 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 khu quốc lộ 22 á, thì có một cái căn nhà bên đó thì chủ gửi cho Hảo,
là căn nhà đó là diện tích đó là ngang 4,5 m, dài 19. Nhà thì một trệt, hai lầu, sân thượng, bê tông cốt thép cực kỳ kiên cố luôn. Trên đó thì hiện tại nhà mình nó là có tới là 7 phòng ngủ và 8 nhà vệ sinh hết. 7 nhà vệ sinh riêng biệt và một cái nhà vệ sinh là ở dưới cái tầng trệt đó anh chị. Thì căn này á, là cô chủ hiện tại hai vợ chồng đang ở với một đứa cháu và hiện tại là đang có giấy phê giấy để định cư đi nước ngoài ấy. Thành thử là đang phải bán để đi qua đó cùng con cái. Và cái nhà này thì chị chủ là cô chủ là mới xây ở thôi, thành thử là rất là kiên cố luôn chị. Và tất cả cái hệ thống á, cửa này tủ này là toàn là gỗ hết, gỗ cam xe đấy, gọi là rất 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 là đã luôn anh chị. Nhà là Hảo vào thì chị chủ nhờ Hảo qua quay á, thì Hảo vào nhà Hảo mê luôn, nhà rất là đẹp luôn. Diện tích mà anh chị thấy đi tầm độ mà 4,5 m đi, 4,5 m dài 19 vuông vức nha, thì nó lộ giới vào tầm độ 2 m nữa thì còn lại 4,5 m dài 17 xây full luôn mà hoàn công đủ luôn anh chị. Nhà xây rất là kiên cố, cái hệ thống dầm cột này kia rồi kết cấu rất là kiên cố luôn, không nứt không thấm cái gì cả. Và nhà thiết kế rất là đẹp, rất là thoáng. Trong khi là hẻm thì hẻm xe hơi 5 m thông luôn, xe hơi vào nhà được anh chị. Hẻm xe hơi thì thông qua đường Sông Hành, từ trường Chinh qua Sông Hành. Và đặc biệt cái khu vực này á mà trường Chinh anh chị, giá trị tiềm năng rất là lớn, họ chia sẻ thật sự với anh chị luôn. Anh chị là hãy nhìn vào một cái gọi là cái tảng băng trôi, cái tảng băng chìm ở dưới đó, chứ đừng có nhìn cái bề nổi ở trên. Tại vì sao? Cái khu vực trường Chinh nó là một cái tuyến trục lớn và nó kết nối từ cái khu vực trung tâm thành phố từ quận 3, quận 1 ấy, nó đi về xuống quận 12 và tương lai á, là bên Củ Chi và Hóc Môn. Nếu mà Hóc Môn lên quận hay là bên Củ Chi, thành phố Củ Chi, thì đây là một cái tuyến trục chính tương lai và tiềm năng cực kỳ lớn luôn. Thì với cái vị thế của nhà mình chị, hẻm xe hơi 5 m một trục thẳng đi ra đường Trường Chinh và thông qua bên Sông Hành, thì con hẻm này chắc chắn là nó sẽ là một cái trục tuyến mở rộng. Tương lai thì lộ giới thì đã có rồi, còn vấn đề mở ra thì chưa anh chị, nhưng chắc chắn họ chắc chắn luôn là khẳng định bên chị luôn, khu vực này là rất là tiềm năng, giá trị tương lai rất là cao. Anh chị thấy đấy, thì bây giờ cái tuyến mà Metro 2 anh chị là cái tuyến Bến Thành kết nối qua cầu Tham Lương ấy, là một cái tuyến 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 tàu Metro đấy, để là giảm tải cái lưu lượng mà kẹt xe xe máy á. Thì nếu một cái tuyến nó hình thành thì trong tương lai á, thì cái giá trị bất động sản khu vực này tăng rất là lớn. Thì tuyến đó thì nó sẽ giảm tải được cái lượng mà người đi qua lại lên xuống rất là nhiều anh chị. Ví dụ như là giờ anh chị thấy đi, cái tuyến đường Trường Chinh Âu Cơ thì anh chị đi đi làm ấy, cái tầm giờ cao điểm này buổi sáng anh chị mà đi thì tầm độ 6 rưỡi hay là 7 giờ, trời ơi nó kẹt xe là khủng khiếp luôn. Hay chiều đi về ấy, chiều Hảo Hảo thì Hảo làm bên Tân Phú, Hảo đi về bên quận 12 thì trời ơi thì phải khỏi nói luôn, đi trục đường mà qua bên ngã ba Mũi Tàu ấy là kẹt xe khủng khiếp luôn, là anh chị thấy đấy. Mà bây giờ cái tuyến đường đó giờ nếu mà có thật sự có mở rộng ra nữa thì cũng không có quỹ đất để mở rộng, có mở rộng đi chăng nữa thì cái lưu lượng xe nó quá đông và nó phải kẹt xe thôi. Thành thử ra là mới đề xuất và hiện tại là đang giải phóng mặt bằng đoạn cách mạng tháng 8 xuống Trường Chinh ấy, là để đền bù giải tỏa và làm một cái tuyến là gọi là Metro 2 á, và để giải tỏa cái lượng kẹt xe đó. Thì họ thấy là cái tiềm năng tương lai của nó thì nó rất là cao anh chị, giá trị tương lai rất là lớn, kết nối về bên khu vực phía Bắc Sài Gòn, Củ Chi, Hóc Môn, đó là một cái điều lợi thế rất là lớn. Khi anh chị nếu anh chị mà tầm tài chính mà 6 tỷ rưỡi đến 7 tỷ, thay vì anh chị mua một căn nhà ở bên khu vực quận Tân Bình đi, thì nó cũng Tân Bình thì bây giờ là rất là chua, là rất là hiếm rồi. Tân Phú thì cũng rất là chật hẹp. Hay là bên khu vực phường 15 Tân Bình thì cũng có, nhưng mà chắc chắn là vị thế nó cũng không có đẹp bằng cái căn này. Căn này chỉ với là giá là 6 tỷ 7 thôi. Là trước đó thì hai vợ chồng của chủ là chào cái giá là 7 tỷ 2. Giá thì 7 tỷ 2 thì gọi là cái giá tương xứng với cái thị trường thực tại. Và cũng hơi hơi nhỉnh một tí thôi. Thì bây giờ thì có giấy để đi nước ngoài nên là cũng cần gấp bán, nên là giảm chào còn lại 6 tỷ 7, giá thì cực kỳ tốt luôn anh chị. Nhà thì hai vợ chồng anh chị thì ở rất là ít người, thì hai vợ chồng ở thôi, thì ở cái phần sinh hoạt, phần bếp nấu ăn phía dưới phòng khách thôi, còn cái một phòng phía trên đó là hai vợ chồng ở cùng đứa cháu, còn lại tất cả 6 phòng kia là đều cho thuê hết. Một phòng thì hiện tại đang cho thuê là 7 đến 8 triệu một tháng đó, thì cái giá trị rất là cao. Đặc biệt là cô chủ nhà mình đó là người có địa vị và của
kiểu như là cũng có theo Phật giáo anh chị, là trên đó có trên cái tầng thượng thì có thờ Phật này kia nữa, có thờ Mẹ Quan Âm. Thì khách khách mà khách thuê với chủ là đa số là người dân, người làm văn phòng, rồi nói chung là khách VIP không anh chị, khách VIP thôi. Thì có nghĩa là một tháng là trả 7-8 triệu, có tháng người ta trả hơn bình thường, không không, không có vấn đề cái chuyện, nhưng mà gọi là tiền thuê này kia đó. Thì cái căn nhà này mà để anh chị mua về anh chị ở thì gọi là rất là tuyệt vời luôn. Nhà người ta chủ người ta xây là anh chị mê luôn anh chị, không 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 có nước nào mà chê vào đâu được luôn. Hẻm xe hơi một trục thẳng, anh chị tính coi tầm ngang 4,5 m đi, 4,5 m dài 19, 86 m², mà giá chỉ có 6 tỷ 7 thôi đó. Mà trong khi chưa tính cái gì, cái nhà nữa, cái nhà đó mà anh thật sự anh chị mà để tầm bây giờ, tầm mà độ 2,5 tỷ bây giờ, chắc chắn anh chị không thấy cách nào mà anh chị xây được căn nhà mà đẹp như vậy luôn ấy. Cái nhà và kết cấu rất là kiên cố như vậy đây, thành thử là anh chị, nếu mà anh chị có tầm tài chính mà 6 đến 7 tỷ á, mà đang tìm nhà, đang muốn mua nhà ở khu vực quận Tân Phú, quận Tân Bình, thì thay vì là anh chị mua hai khu vực đó thì hãy hướng về bên khu vực bên quận 12, giáp giáp bên Tân Bình và Tân Phú, ví dụ như là cái đoạn Phan Văn Hớn nè, Nguyễn Nhân Quá nè, ở bên đó là về rất là gần, một trục chính mà anh chị chạy thẳng về rất là gần, anh chị mà đi xe hơi nữa là quá tiện luôn. Như đâu tầm giá nó tầm 6 tỷ 7 tìm đâu ra một căn nhà như vậy. Thì họ có quay lại căn nhà đó, họ có quay lại một căn nhà để anh chị xem, thì có video quay lại hết rõ ràng căn nhà, là cô chủ hôm bữa bảo Hảo qua quay đấy, nhờ Hảo qua quay để truyền thông đến tất cả anh chị. Nếu anh chị nào mà có nhu cầu mình tìm để mình mua mình ở thì không, nghĩ là nên cân nhắc để xem căn này, không nên bỏ qua căn này, vì giá rất là tốt, giá rất là tốt so với thị trường luôn anh chị. Đấy là như vậy. Còn tiếp theo một cái câu hỏi là của một anh chị, của chị Ân, thì có hỏi hỏi là cái vấn đề đây coi, chị có tài chính là 3,5 tỷ thì muốn nhà, tìm nhà ở quận Tân Phú 3,5 tỷ anh chị, 3,5 tỷ mà để tìm nhà ở quận Tân Phú, hẻm xe hơi, hẻm xe hơi ha. Vậy thì cũng hơi khó, không phải là khó mà là không có, thị trường nó không có đó đi gì chị Ân ơi, thị trường không có. Nếu mà tầm cái thời điểm năm năm ngoái anh chị, năm 2020 đi, thì tầm độ đầu năm nha, đầu năm với tài chính của anh chị đó mà tầm độ 3,5 tỷ đi, thì Hảo khẳng định với anh chị luôn, anh chị có thể mua được một căn nhà hẻm độ 4 m, hẻm xe hơi nha, hẻm xe hơi không thông, nhà tầm diện tích là ngang 4 dài 10, 40 m², nhà một trệt một lầu. Đấy, vào ở ngay, mới để tờ ở ngay đó, là tầm cái thời điểm mà cái thời điểm đầu năm 2020. Còn với cái thời điểm hiện tại của năm 2021 thì Hảo khẳng định với anh chị luôn, nếu mà anh chị tầm tài chính 3,5 tỷ á, mà để tìm hẻm xe hơi bình quận Tân Phú thì nên là không không nên đi tìm nữa, để cho mất thời gian, bởi vì cái thị trường khu vực nó không có anh chị ạ. Để một cái nhà pháp lý chuẩn thì không có được, nên anh chị cứ đi tìm thì mình lại tốn thời gian của mình đấy, thay vì thời gian để mình xác định một cái khu vực khác, mình tìm một cái nhà khác nó lý tưởng, nó là hợp lý, nó phù hợp để mình có một căn nhà ưng ý, và mình có thời gian để mình làm cái công việc, cái chuyện khác thì nó hợp lý hơn, là như vậy. Bởi vì cái thị trường quận Tân Phú á, hiện sơ bây giờ khu vực nó thì nó phải tầm độ là 120 rồi đấy, 120 triệu trên mét vuông, tùy cái vị trí và tùy khu vực. Ví dụ như những khu vực bên phường Tân Thành đi, Tân Thành bây giờ không có nhà bán, Tân Thành nè, Tân Sinh Nhì nè, thật sự rất là hiếm nhà bán luôn chị. Giờ mấy cái khu mà giờ chỉ còn là Phú Tô Hòa, Phú Tô Hòa, Hiệp Tân rồi đấy. Rồi những cái khu mà Tân Quý thì hiện tại là những cái khu này nó ít xô hơn anh chị. Thì cái lượng nhà bây giờ hiện tại nó cũng đang giao dịch rất là nhiều bên khu vực này. Còn cái tài chính mà tầm 3,5 tỷ thì chắc chắn luôn, để anh chị tìm một cái nhà bên quận Tân Phú với anh chị, nhiều khi là anh chị sẽ bị thất vọng ấy, thất vọng rất là nhiều ấy. Thay vì nếu mà anh chị tầm độ 3,5 tỷ mua nhà Tân Phú thì anh chị có thể hướng về bên anh, nếu mà anh chị đi làm bên chị ăn chị làm ở bên gần gần về hướng quận 11 ấy, thì anh chị có thể mua là bên khu vực Lê Văn Quế, hay là bên ấp chiến lược rồi đấy. Ấp chiến lược thì sẽ có những cái nhà mới đẹp hơn rất là nhiều, hoặc là bên Hương Lộ 2, những khu vực bên đó thì anh chị về giáp Tân Phú mà về về cũng rất là gần.
À, mà tầm nếu mà thị trường bây giờ nha, tầm 3 tỷ rưỡi thì anh chị mua mà để hẻm xe hơi bên khu vực Lê Văn Quế là cũng là không có luôn ấy, không có luôn ấy, chứ không phải là ấy đâu. Lê Văn Quế ví dụ như cái thị trường năm ngoái á, khách vào là tầm độ 3 tỷ rưỡi đi là cứ vòng vòng bên Tân Phú không à. Mà trong khi là cứ họ cũng chia sẻ là anh chị hướng về cái khu Lê Văn Quế đi, ngay từ quân xã đấy, thì về bên Tân Phú nó cũng rất là gần, rất là tiện, mà bên đó thì cái tiền tiềm năng tương lai nó cũng cao. Mà đa số là rất là nhiều khách hàng người ta chê anh chị, người ta cứ ngại là kêu ôi trời ơi, Lê Văn Quế gì đâu có đó, nó xa lắm em ơi, kẹt xe dữ lắm em ơi, rồi trời ơi chỗ đó là mưa nước ngập và tùm lum hết trơn nè, xe cộ ô thôi em ơi, Lê Văn Quế khu đó mắc an ninh rất là trời ơi toàn là cướp giật em ơi, chị không mua bên đó đâu ấy. Anh chị thấy không, bây giờ chỉ trong vòng một năm thôi thì khu vực Lê Văn Quế ngã tư bốn xã bây giờ anh chị thấy không, nó là bây giờ tầm độ 4 tỷ anh chị, để mà 4 tỷ anh chị tìm 40 mét vuông hẻm xe hơi hơi bị chua luôn, không có luôn ấy, nên là thị trường bây giờ nó lên rất là dữ, nên Hảo khuyến khích anh chị là trong cái thời gian mình tìm nhà đấy, mình cảm giác là anh chị nên đi xem, anh chị phải nên đi xem thực tế, bởi vì nếu mà anh chị xem trên trên mạng á, trên mạng thì chắc chắn Hảo chắc chắn luôn thì cái thị trường trên mạng á, mấy anh em á nha, mấy bạn nó đang là toàn là đang đang ảo rất là nhiều, ví dụ như là cái giá trị thực tế của ngân nhà đấy người ta để cạnh tranh đấy, để đang cho có lượng khách đấy, lượng tin để có khách thì các bạn thường đang lên là tầm độ nhỉnh hơn nè 10% nè, nhiều bạn đang lên là phải là nhỉnh lên 30 40 50% luôn cũng có, ví dụ như căn nhà đó cái giá trị thực tế thì tầm là tầm độ là 6 tỷ mà ông đang có 3 tỷ thôi. Anh chị đi xem nó rất là mất thời gian anh chị, mà nó không có cụ thể, nó không có chính xác là như vậy. Ví dụ như cái bên Tân Phú giờ đang kêu tài chính 2 tỷ rưỡi chỉ có ngay một căn nhà 40 mét vuông quận Tân Phú, thì trời ơi hẻm xe hơi thông thôi chứ ai đâu mà có, sao mà có được, cái thị trường nó không có mà anh chị. Thành thử ra là anh chị phải cân nhắc là mình trong quá trình mình đi xem nhà đấy, anh chị là nè, nên định hình lại cái giá khu vực, là họ chắc chắn luôn nếu mà anh chị đi xem với một môi giới nào mà có tâm với nghề đấy thì anh chị chỉ cần đi xem tầm độ là 10 căn thôi là anh chị nắm ngay cái giá khu vực ở phường đó, anh chị có thể so sánh được 10 căn, mà 10 căn cái mình so sánh từ vị trí này, khu vực này, rồi cái mặt bằng chung này, cái giá bán thì anh chị nắm được cái giá trung bình khu vực đó là rõ ràng thôi. Chứ còn nếu mà anh chị xem tin trên mạng ấy, trên Facebook này hay là các cái trang web này, bất động sản này, alo nhà đất này, thì trên đó đa số là nó đều ảo và nó nhỉnh hơn tầm độ 20 đến 25% cả, nên là nó không có thực tế là như vậy. Hoặc là anh chị xem các cái trang web mà định giá nhà đất này kia đấy, thì nó chia ra khu vực đó, ví dụ như là cái quận bây giờ anh chị lên xem đi, quận Tân Phú bây giờ hẻm xe hơi mà đổi 80 triệu mét vuông thì đâu có đâu ra đâu, trong khi trên mạng người ta nó định giá là không có đúng và không có sát với cái thị trường thời điểm thực tại. Nên anh chị có nhu cầu ấy mua nhà thì nên hãy chọn một cái môi giới nào ấy mình tin tưởng, mình có tâm, rồi xong mình sẽ đi đi theo môi giới đó, mình đi xem tầm độ khoảng 10 căn thôi thì là anh chị sẽ nắm được ngay cái thị trường, ngay khu vực mình đó ngay. Đó là một cái điểm rất là lợi thế đối với anh chị. Thì nên là chỗ chị Ân đấy thì cái tài chính chị tầm độ 3 tỷ rưỡi thì họ họ khuyến khích chị là trong cái thời điểm hiện tại thì chắc chắn là khu vực Lê Văn Quế thì cũng khó, rất là khó tìm. Chị nên là hướng ra một cái đoạn cái khu một tí, là nếu mà chị làm bên bên hướng bên quận 11 rồi đấy thì chị cứ hướng về bên ấp chiến lược này kia hay là mở lò này kia để mình mua thì cũng có được những cái nhà nó hợp ý, nó phù hợp hơn để nó phù hợp với cái túi tiền và cái tài chính và cái nhu cầu mình tìm kiếm ấy. Còn vấn đề mà nếu mà chị làm hướng bên Gò Vấp ấy, về còn Gò Vấp thì chị có thể hướng về mua quận 12 cũng được, quận 12 thì tiện ích rất là rộng rãi. Nếu mà tầm 3 tỷ rưỡi bây giờ chị mua bên khu Nguyễn Nhân Quá đi, khu Nhân Quá Chợ Cầu thì cũng có, nhưng mà nhà thì tầm phải làm tầm độ 3 tỷ 8 đấy, mà nói chung là nhà sẽ cũ nha, nhà sẽ cũ và hệ hẻm xe hơi nhà cũ thì chị ở tạm, thì sau này về sửa sang xe lên, còn không thì mình có thể đi qua bên quốc lộ một tí, quốc lộ 1A đấy, đi qua về hướng bên Tân Vĩnh Hiệp này. Tân Vĩnh Hiệp nếu mà Tân Vĩnh Hiệp anh chị về rất là nhanh, mà Tân Vĩnh Hiệp thì khu vực mà công viên phần mềm Quang Trung nè, Tô Ký rồi đấy, anh chị về một phát một đi qua bên cầu vượt công viên phần mềm Quang Trung đi là về bên Chợ Cầu Gò Vấp rồi đấy, rất là tiện. Không thì tìm mua cái khu mà Tân Tứ Hiệp, Tân Tứ Hiệp thì cái khu mà metro á anh chị, metro á chị, thì chị đi metro qua cầu cầu vượt Tân Tứ Hiệp thì cũng đã về bên Gò Vấp rồi, Lê Đức Thọ đấy, nó rất là tiện. Thành thử ra vậy là với những anh chị mà nếu mình có nhu cầu mình làm
gần gần thì họ chia sẻ như vậy, anh chị tìm khu vực bên đó nó cũng tiện ích mà. Cứ để mà anh chị tầm tài chính đó mà anh chị tìm ấy, để cái nhu cầu mình với quá thì chắc chắn là nhiều khi nha, có những cái nhà đấy anh chị dễ bị lừa lắm, dễ bị nếu mà mua những môi giới không có tâm người ta lừa mình ấy, là những cái nhà nó bị vướng quy hoạch này kia đấy, là nhiều cái nhà đúng không anh chị biết không, nó bị vướng quy hoạch trên sổ, nó bị vướng quy hoạch mở rộng tuyến đường, nhiều khi là bởi vì bên quận Bình Tân nha, họ có bán một căn nhà đó thì một cái chị khách đấy rất là ưng ý căn nhà luôn, là cả gia đình lên ở dưới quê lên mua bán mà rất là ưng ý căn nhà đó, mà trong khi căn nhà đó là mới xây năm 2018 anh chị, xây 2018 luôn, hoàn công năm 2018 rồi, nhà thì mới đẹp, xây 4 tầng nằm trong cái khu phân lô đồng bộ luôn, mà hẻm thì trước hẻm đó là tới 10 mét, hẻm 10 mét thông nha anh chị, gọi là khu đó là khu phân lô mà, phân lô rất là đồng bộ, rất là đẹp luôn. Vậy mà hai vợ chồng rất là ưng ý, rất là mê luôn. Thì hôm đó xem xong đó thì kêu cả gia đình qua xem lại, kêu bố từ đi quê lên hẹn 3 ngày để bay qua đây xem, rồi ưng ý là hàng chủ để chốt giá luôn, là như vậy. Thì họ mới tư vấn là bởi vì trước giờ là họ luôn tư vấn khách hàng trước những cái điểm về mấu chốt vấn đề pháp lý giấy tờ này kia, thì họ mới kêu là bên bên khách ấy thì người ta cứ thôi anh chị cứ bình tĩnh, còn bây giờ cứ thấy khách xem quá là bên 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 khách mình cũng xoáng xoáng lên, là sợ khách bên kia người ta mua nhà mất thì mình lại tiếc. Thì họ cũng nói là bây giờ anh bên chị cũng bình tĩnh, trước mắt đó thì bây giờ thời gian là mình mới xem nhà sáng nay thì cũng đã xem lại ưng ý, thì bây giờ hai cả gia đình mình đi xem quy hoạch với Hảo đi phát đi. Đó, đi xem với Hảo đi trước đã, rồi hãy coi cái vấn đề pháp giá cả này kia. Mày gia đình thì từ dưới quê lên mua nhà anh chị thì chắc chắn luôn, người ta không có rành pháp lý giấy tờ này kia cả, trên sổ nó không có thể hiện quy hoạch này kia, mà trong khi là một cái khu đồng bộ phân lô rất là đẹp, nhà thì tới 4 tầng như vậy thì có lý nào mà vướng vào quy hoạch này kia, thành thử ra là khách là cứ 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 muốn xuống tiền ngay vậy đấy. Rồi xong rồi mới đi kiểm tra quy hoạch với Hảo về thì mới ngỡ ngàng ra luôn, thì thấy là nó bị quy hoạch của tuyến đường dự phóng, và tuyến đường này nó mới mở là năm 2019 luôn, mới mở năm 2019 thôi, ở một tuyến đường dự phóng nó băng qua hết khu vực nó, rất là vô lý hết sức luôn đấy. Thì cái quy hoạch này thì chị hai vợ chồng anh chị chủ nhà bán nhà mà không biết là bị vướng quy hoạch luôn, tại vì 2018 mới xin phép xây dựng, mới xây mới hoàn công xong đây mà bây giờ quy hoạch ở đâu ra đấy, người ta nghe quy hoạch cái người ta sững sờ luôn anh chị ơi. Ở trong khi là gia đình có công việc căn nhà tự xây ở lên rất là kiên cố gấp bán, giờ bị vướng quy hoạch một cái tuyến đường bay qua cái nhà như vậy, trời ơi là hai vợ chồng anh chủ mà chị chủ là khóc lóc quá trời luôn, lên quận rồi than thở khóc lóc quá trời nó luôn đấy. Bây giờ người ta vẽ ra một quy hoạch mới để nó đi qua cái đường như vậy, thành thử ra nếu mà anh chị nào mua nhà đấy là cân nhắc là lúc nào cũng vậy, phải kiểm tra pháp lý giấy tờ chuẩn hết thì mình mới bàn về cái giá cả này kia, rồi hãy gặp chủ. Chứ còn để nhiều khi á, anh chị gặp chủ này kia rồi chủ nhà nhiều khi người ta không biết được thật quy hoạch anh chị, hoặc là những chủ nhà người ta biết được quy hoạch đó nhưng người ta lại không tư vấn cho mình, người ta giấu đi, người ta không tư vấn cho mình, thì mình lại đi mua cái nhà đó thì lại mình lại thiệt đấy, làm cả đời làm lụng cả đời được mấy tỷ bạc mua cái nhà để ở, giờ vướng quy hoạch mất lại sao đấy. Như vậy thành ra là anh chị là phải cân nhắc kỹ vấn đề đó. Còn ví dụ như anh chị thấy không, cái giá thị trường khu vực á, ví dụ như bây giờ một cái căn nhà bên khu vực quận Tân Phú đi, nhà tầm độ 40 mét vuông, hẻm xe hơi một trệt hai lầu đi, thì giờ nó rơi vào độ tầm độ 5 tỷ đi, mà môi giới đăng thì có 3 tỷ rưỡi thôi, thì ra đâu mà có anh chị đấy. Thì vậy thì họ họ chuyên làm bên này thì họ biết, thì có thì cũng sẽ có thôi, sẽ có những cái nhà như vậy 3 tỷ rưỡi, hẻm xe hơi thông 40 mét vuông, nhà một trệt một lầu vào ở ngay quận Tân Phú có hết, nhưng là những cái nhà đó là pháp lý không chuẩn, nghĩa là nó bị vướng quy hoạch anh chị, nó vướng quy hoạch này kia thì pháp lý đâu có chuẩn đâu, nên là anh chị đừng ham của rẻ, bởi vì của rẻ là của ôi. Hảo chia sẻ thật sự với anh chị luôn, nhà cửa hay là vấn đề này kia ấy, bởi vì là bèo bọt nó có giá của bèo bọt, kim cương nó có giá của kim cương anh chị à, không có cái gì là rẻ cả. Nhà nó rẻ thì chắc chắn nó phải có những nguyên do, thứ nhất những nguyên do như là đường đâm nè, tốt hậu nè, đắp cống nè, cột điện nè, hoặc là ở khu dân cư yên tĩnh nè, đó là những cái nhà mà gọi là bên hông này, khu mộ này kia nó nhiều quá, thành ra là giá nó rẻ, chứ còn ở đâu ra mà có giá rẻ cho anh chị. Thật sự chủ nhà, anh chị chủ nhà thì người ta họ bán nhà lúc nào cũng vậy, họ luôn luôn là muốn mình bán được cái giá cao, còn khách hàng thì luôn luôn mong muốn mình mua được cái giá tốt đấy.
thì đó là cái tâm lý của mỗi người thôi, tâm lý cái tâm lý chung của mỗi người mà. Nên là anh chị mà thấy một căn nhà giá nó rẻ, ví dụ như nó rẻ hơn tầm độ là 5% hay là 10% thì ok, bởi vì là có những cái nhà chủ người ta thật sự người ta rất gấp bán, người ta đang cần tiền, người ta lo công việc này kia và người ta gấp bán, thì người ta sẽ gọi là chốt hàng, người ta sẽ rao cái giá tốt để cho khách người ta thấy rẻ, người ta xem nhiều và người ta bán nhanh cái nhà người ta. Còn những cái căn nhà đấy mà chủ người ta không gấp bán này kia mà tự nhiên nó có cái giá rẻ thì nó rẻ, ý là nó rẻ vừa phải thôi chị, rẻ tầm 5-10% thôi, chứ còn rẻ gì đâu mà từ 30 đến 50%, thậm chí là rẻ là gấp đôi luôn cái giá trị luôn anh chị, thì chắc chắn là căn nhà đó là sẽ bị vấn đề pháp lý này kia. Một thì vướng hạch nè, hai thì lộ giới nhiều nè, mở đường nè đó, các thứ, hoặc là cái khu đó là cái khu tái định cư nè đó, là hoặc là cái khu đó là nó vướng cái dự án và cây xanh nè, nó rất là nhiều cái vấn đề trong đó. Nên là mua nhà mua cửa thì họ chắc chắn là anh chị phải kiểm tra pháp lý, giấy tờ rõ ràng đàng hoàng hết rồi mình hãy xuống tiền, lúc nào cũng vậy. Mình chậm mà chắc anh chị à, mua cái nhà là nhiều khi anh chị đừng có thấy mà mình tìm nhà quá cực quá, mình mệt mỏi rồi cứ mình thấy một căn nhà mà nó nhiều người xem quá, giá tốt quá, rồi mình lại sốt sáng, mình lại muốn xuống tiền ngay, không nên. Bởi vì quan niệm Hảo đối với khách mà đi xem nhà Hảo á, chị cứ bình tĩnh, chị bình tĩnh, chị nghe em, mua nhà một phòng ấy là cái duyên. Bây giờ 2 3 4 5 người khách xem, kệ người ta, cứ kệ người ta, mình đừng đừng có sáng làm gì cả. Bởi vì mình nếu mà ông thần tài thổ địa ở đó cho mình ở anh chị là mình có duyên ấy, mình có duyên là mình ở được thôi, chứ không có vấn đề gì mình phải gấp gánh hay mình sốt sắng làm gì cả. Tại người ta họ xem mà người ta cứ xoáng lên này kia, thì người ta cứ xem đi, được giá thì người ta mua. Còn mình cứ bình tĩnh, mình cứ đi kiểm tra pháp lý, giấy tờ, coi sổ sách ok hết, ngon lành hết, rồi gặp chủ mình thương thảo trực tiếp là xong, là hay nhất. À, như vậy thành thử ra là Hảo chia sẻ đến chị như vậy. Còn cái vấn đề về về cái thời điểm mà cái thị trường bất động sản khu vực bên khu vực quận 12 này kia, hoặc là các cái khu vực bên quận Tân Phú, quận Bình Tân, thì Hảo sẽ sắp xếp một cái ngày hôm nào đó Hảo rảnh, Hảo sẽ chia sẻ cho anh chị về cái rõ cái mức giá đó, mức giá thị trường khu vực của các từng quận và ca từng phường luôn, từng phường luôn. Ví dụ như Tân Phú thì có những phường nào như Tân Sơn Nhì này, Hiệp Tân này, Tân Quý này, rồi Phú Thọ Hòa này, đấy, rồi có những cái phường mức giá khi như thế nào, nó chơi lợi như thế nào, thì Hảo sẽ có những cái video, Hảo sẽ ra những video trong thời gian rảnh sắp tới, và Hảo sẽ chia sẻ đến với tất cả anh chị về cái mức giá thị trường khu vực chung của quận Tân Phú, quận Bình Tân và quận 12. Thì đặc biệt thì Hảo hồi xưa thì Hảo hay làm khu vực bên quận Tân Phú ấy, thì Hảo chuyên cái thị trường bên quận Tân Phú, thì Hảo sẽ kết nối để họ làm tất cả các thị trường Tân Phú, quận Bình Tân với lại quận 12 để chia sẻ đến tất cả anh chị, để anh chị có thể nắm được cái mức giá chuẩn trong từng cái thời điểm, từng năm, từng tháng, và anh chị có thể nhận định được thị trường và tìm hiểu và mua cho mình một cái nhà ưng ý để mình về mình ở, thì đó là cái điều rất là tuyệt vời. Trong quá trình họ làm thì hỗ trợ được mà khách hàng người ta, khách hàng anh chị mua được nhà ưng ý thì họ rất là quý, rất là mến. Như vậy thì video này thì họ cũng để trả lời đến các anh chị về vấn đề tôi có 6 tỷ rưỡi 7 tỷ giờ tôi mua nhà ở quận, nên mua nhà ở đâu, mà để tôi đi làm tiện ở bên quận Tân Bình, quận 10 thì đó. Rồi và câu hỏi của chị Ân đó là bây giờ tài chính chị có 3 tỷ rưỡi thôi, chị muốn mua nhà Tân Phú thì sao, em muốn mua hiểm xe hơi nhà một trệt một lầu đấy. Như vậy thì hai câu hỏi là như vậy. Còn anh chị tiếp tục cứ họ có để cái video trước á, họ có quay một cái video nhà của cái nhà Trường Chinh đấy, là căn nhà mà 7 tỷ 2 giảm chào còn 6 tỷ 7 á, ngang 40 triệu dài 19, nhà một trệt 2 lầu sân thượng bê tông cốt thép cực kỳ kiên cố, phòng ốc rất là rộng rãi luôn. Thì căn này là hẻm xe hơi một trục thẳng từ đường Trường Chinh thông qua bên đường Song Hành, là khu vực rất là tiện ích, giá thì chỉ có là 6 tỷ 7 thôi. Nên là anh chị cứ cân nhắc, anh chị nào mà có nhu cầu hiện tại hôm giờ ấy đang xem nhà khu vực này và tình cờ có xem được cái video của kênh Nhà Đất Hảo Địa Phát thì hãy gọi ngay đến Hảo sớm, bởi vì căn này Hảo chắc chắn là chị chủ sẽ bán sớm trong vòng độ 2 3 tuần thôi, bởi vì giá rất là tốt so với thị trường anh chị, và đặc biệt cái nhà rất là đẹp. Anh chị nào mà mua nhà nó mà vô xem nhà là mê ngay thôi, đấy là như vậy. Trong khi vị trí mình rất là thoáng, rất là thông thoáng nữa, vị trí cũng cực kỳ đẹp nữa,
nên chị nào mà có nhu cầu mua cái căn đó rồi khu vực mình đi lại tiện ích đấy, nếu mà thấy có nhu cầu phù hợp thì hãy gọi trực tiếp đến số điện thoại của Hảo, thì Hảo sẽ dẫn anh chị đến đó trực tiếp xem nhà và thương thảo trực tiếp với chị chủ luôn. Còn cái giấy tờ pháp lý thì căn này Hảo đã kiểm tra hết rồi, anh chị cứ yên tâm. Anh chị muốn kiểm tra thêm thì Hảo sẽ hỗ trợ anh chị đến bên khu vực quận Tân Phú để mình kiểm tra tất tần tật luôn cho rõ ràng vấn đề pháp lý, để anh chị yên tâm về vấn đề pháp lý. Còn vấn đề giá cả thì Hảo sẽ hỗ trợ hết mình để anh chị mua được cái giá tốt. Căn này thì chủ dám chào sau á, thành ra là chị chủ cũng chỉ bớt lọc thôi chứ không có nhiều, nhưng Hảo sẽ cố gắng để giúp anh chị mua được cái giá tốt nhất. Với cái giá 6 tỷ 7 thì thị trường quá là rẻ so với khu vực bên quận Tân Phú đấy. Như vậy thôi, Hảo cũng xin hôm nay nói hơi nhiều thì Hảo cũng xin là tổng chào tạm biệt tất cả quý anh chị nha. Anh chị cùng nhau xem lại cái video của nhà Trường Chinh 6 tỷ 7 ngang 45 giờ 19 vuông vức nhà đẹp mê ly ở ngay. Ok, xin chào tất cả anh chị. Các anh chị, hôm nay họ đi phát xin giới thiệu đến chị một căn nhà nằm trên trục đường Trường Chinh anh chị. Diện tích mình là ngang 45 dài 19, gồm có 4 tầng, hẻm một sẹt, một trục thẳng, xe hơi 5 m, mặt tiền đường Trường Chinh anh chị. Đó, chị thấy được Trường Chinh không? Rất là xôm, rất là sầm uất luôn. Nhà mình thì 5 m anh chị, khu vực nó rất là rộng rãi luôn. Giờ Hảo xin mời tất cả anh em chúng ta cùng nhau tham quan ngôi nhà nha. Đây chính là trục chính đường Trường Chinh anh chị ơi. Khu vực phía bên này á là về bên Củ Chi, Hóc Môn rồi đấy, quận 12. Còn cái hướng phía bên này, hướng lên trên đó là anh chị về bên cầu Tham Lương anh chị, Trường Chinh, ok. Về trung tâm quận Tân Bình, rồi các cái tiện ích khu vực rất là gần luôn. Bên này thì nó có một cái tuyến là Metro Bến Thành 2 anh chị. Bến Thành Tham Lương á, đang được triển khai ấy. Chào tất cả các bạn, đây là siêu phẩm của chúng ta. Đây, một căn nhà 4 tầng, bê tông cốt thép cực kỳ kiên cố luôn anh chị ơi. Chủ tự xây ở, mà giá thì từ 7 tỷ 2, bây giờ giảm chào còn 6 tỷ 7 thôi. Hiện tại thì cô chủ là đang có giấy để đi nước ngoài nên rất là gấp bán luôn anh chị. Giá rất là tốt so với khu vực. Thì nhờ Hảo qua quay lại căn nhà để truyền thông đến tất cả anh chị có theo dõi kênh Nhà Đất Hảo Điều Phát xem. Và nếu có ưng ý thì hãy liên hệ trực tiếp đến Hảo ngay và luôn. Bởi vì căn này là dự kiến là cô chủ sẽ bán trong vòng độ 2 tuần thôi anh chị. Giá rất là tốt so với thị trường. Nên anh chị cùng nhau tham quan. Nhà mình thì có diện tích là ngang 4,5 m, dài 19 vuông vức. Nhà một trệt, hai lầu, sân thượng. Bê tông cốt thép cực kỳ kiên cố luôn anh chị. Hệ thống tường là đều được xây 20 hết anh chị. Và cả các hệ thống dầm cột. Hảo khẳng định với anh chị luôn. Anh chị vào cái nhà này cái là mê luôn anh chị ơi. Giá chỉ có 6 tỷ 7 thôi. Rất là rẻ so với thị trường anh chị. Chủ thì tặng lại cho anh chị là toàn bộ nội thất luôn. Nhà mình là được thiết kế tất cả các cửa anh chị, cửa chính, cửa sổ và cái hệ thống mà nội thất đồ gỗ của cửa tủ và cửa bếp ấy, toàn là gỗ cam xe luôn, chính hãng nha anh chị, chính hiệu luôn. Đấy, khu vực rất là rộng rãi, anh chị thấy cái phòng bếp là anh chị mê rồi. Và cả cái sân sau anh chị, nó có một cái khoảng là giếng trời thông lên 4 tầng luôn anh chị. Bên hông phía sau nhà mình thì nó có một cái khoảng lùi thông gió phía sau nữa nên rất là thoáng luôn. Hệ thống phòng vệ sinh thì tất cả phòng ngủ thì đều có nhà vệ sinh riêng biệt hết. Hiện tại gia đình ở thì chỉ có là hai cô chú thôi, với lại một đứa cháu. Con cái thì đang ở bên Mỹ hết rồi, thành thử là bây giờ là bán nhà để qua cùng với con cái. Này anh chị thấy cái hệ thống rồi thiết kế rồi rèm tường rất là đẹp luôn anh chị. Hai cô chú thì hiện tại là đang ở dưới tầng trệt và một phòng ở trên. Còn lại công năng á, thì phía trên thì gồm có hiện tại là có 5 phòng hết, 5 phòng nhà vệ sinh riêng biệt. Thì đang cho thuê là một phòng là 7 đến 8 triệu một tháng. Khách cô chủ cho thuê là toàn là khách VIP, khách sộp không anh chị. Đấy, đa số là dân văn phòng và dân là gọi là có tri thức không thôi, không phải là tạp nham, nên là ở trong nhà rất là tiện ích, rất là thoải mái. Đây, anh chị cùng nhau tham quan. Đây là khán phòng phía trước đây, thì là phòng của bé Na, là hai cô chú đang ở cùng với đứa cháu. Đó, nhà vệ sinh riêng biệt rất là rộng rãi, rất là thoáng. Anh chị để ý xem này. Đấy, phía bên trong thì có một cái khung cửa kính để ngăn cái không gian phòng tắm phía trong nữa. Rất là hiện đại luôn. Nhà này là được xây mới tầm độ 3 năm thôi anh chị. Và chủ người ta tự xây ở nên là thiết kế rất là công năng luôn. Tầm với cái giá 6 tỷ 7 á, nếu mà anh chị mua một cái căn nhà ở khu vực quận Tân Phú hay Tân Bình á, thì tầm độ là bây giờ giá thị trường bên đó để một cái hẻm xe hơi đi thì tầm cái độ là chắc là độ 40 mét vuông thôi. Nhà có trệt một lầu rồi. Đấy,
thì thay vì mua một cái nhà bên quận Tân Phú hay là quận Tân Bình như một cái ô chuột vậy đấy, thì anh chị hãy hướng về phía bên này, quận 12 ngay cầu Tham Lương luôn, mà giá chỉ có 6,7 tỷ thôi anh chị. Phía bên kia là cái trường trung học cơ sở đó. Đó, tiện ích rất là nhiều, khu vực rất là nhiều, mà nhà mình là hẻm xe hơi thông nha anh chị. Hẻm xe hơi thông từ đường Trường Chinh qua đường Sông Hành. Xe hơi có thể đậu đổ trong nhà thoải mái luôn. Đấy, vàng hoa tiểu cảnh rồi rất là đẹp. Cái phòng phía sau bên kia thì hiện tại thì đang cho thuê, thành thử ra là không có xem trong được. Một lát nữa thì mở được cái phòng phía trên thì Hảo quay cái phòng phía trên cho anh chị xem. Anh chị cùng nhau theo Hảo lên tham quan cái lầu 2 nha anh chị. Nè anh chị coi nè, các cái hệ thống bậc tăng cấp này, bước thang ấy lên xuống rất là dễ dàng luôn. Chủng cái phong thủy nó luôn anh chị. Đây là khu vực phía trên đây. Đây là khán phòng phía trước. Hiện tại là bên này đó là anh làm văn phòng đang thuê, thì ảnh vừa chuyển đồ đạc xong nên nó hơi bừa bộn một tí nha anh chị. Đấy, nhà vệ sinh riêng biệt, tính ra là một cái phòng này á, phòng này nó rộng là tầm độ là 25-30 m² anh chị, thành thử là như một cái nhà công năng vậy đấy, có nhà vệ sinh riêng biệt luôn. Phía trước thì có ban công thì anh chị có thể là mình làm bếp núc này kia ấy, rất là tiện ích luôn, như một cái nhà vậy đấy. Nếu mà một thuê cho hai vợ chồng trẻ, một đứa con ở một cái phòng này rất là tốt luôn, mà khu này với cô chủ rất là thoải mái tiện ích nữa, mà công năng nữa đó, giờ giấc thì về tự do. Thành thử là phòng này hiện tại là đang cho thuê là 8 triệu một tháng nên anh chị. Rất là rộng rãi. Thì để chú mở cái phòng phía sau luôn. Phía sau cho anh chị tham quan cái khoảng phòng phía sau, nó rất là rộng rãi, rất là thoáng. Cầu thang rồi lên xuống rồi cái mà thông khí thông gió ánh sáng cái nhà này rất là đẹp anh chị. Anh chị mà mua đấy, mua để mình ở mà các cái khu vực mà về bên quận Gò Vấp này, Tân Bình hay Tân Phú thì rất là tiện, hay là Phú Nhuận rất là tiện. Bởi vì cái trục đường Trường Chinh này anh chị chạy về rất là gần, không có xa. Và nhà mình thì ngay cái vị trí cái cầu Tham Lương ấy thì nó đã giáp bên Tân Bình rồi. Đó, nó về bên khu vực Phan Huy Ích này kia rất là gần anh chị, tiện ích rất là nhiều. Rồi, chú đã mở cửa khán phòng phía sau cho anh chị đây. Đây là cái phòng phía sau nè anh chị. Là tất cả hệ thống phòng trên phòng dưới đều giống nhau hết. Nè, anh chị coi nè, nó đều có cái ban công rồi giếng trời rất là thoáng hết, thông gió thông khí với nhau hết. Mà hệ thống phòng móc rất là rộng. Anh chị thấy để cái tủ đồ nè, bàn làm việc nè. Rồi giường nè, bàn trang điểm nè, rồi bên này có một cái bàn lớn nữa cơ, nó rất là rộng, rất là rộng rãi luôn. Này, phòng bên này thì đang cho thuê là 6 triệu một tháng. Này, anh chị coi này, có cái khoảng khâu giếng trời nè, rồi cái phía bên này thì nhà vệ sinh cũng rất là rộng luôn. Nếu mà anh chị, này, anh chị coi, hệ thống phòng vệ sinh hai bên như nhau hết, đều rộng rãi như nhau. Bên kia thì nó có một cái lỗ thông gió anh chị, thông gió bên đó là cái hẻm phía sau ấy. Mình nhà mình là hai mặt hẻm, có một cái hẻm phía sau nữa, thì thành thử ra rất là thoáng gió giữa hai bên nhà, hai bên hông luôn, cực kỳ thoáng luôn. Này anh chị xem tổng quan qua, bây giờ anh chị cùng nhau lên xem lầu 3 nha anh chị. Lầu 3 nhà mình là một trệt, hai lầu sân thượng và phía trên nó có một cái tum không gian nữa. Đây phòng vào lầu 3 anh chị ơi. Này, rất là mê luôn, nhìn hệ thống cầu thang là anh chị thấy rồi, rất là hiện đại, lên xuống rất là thoải mái, rất là đẹp luôn. Căn này chỉ 6,7 tỷ thôi mà anh chị chê nữa là không có cái điểm nào mà chê luôn, hiểm xe hơi thông nữa mà. Phía trước này là hiện tại đó là cái phòng thờ là ông bà với lại là các tượng Phật nè anh chị. Này mà nếu mà anh chị có theo đạo Phật thì mua nhà mình thì rất là thích luôn á anh chị. Đấy, không gian rất là rộng rãi anh chị. Và phía trước thì có một khoảng sân thượng rất là thoáng. Thì anh chị thấy không, cái không gian nó rất là ấm cúng, nó rất là linh thiêng. Tại cô chủ mình là có tuổi rồi và của theo đạo Phật, và rất là tâm cái tâm á anh chị. Bán cái nhà này cô cũng rất là tiếc, nhưng mà phải đi theo con cái giờ phải bán thôi, chứ còn nhu cầu xưa là xây để ở. Đấy, anh chị thấy phía trước là có một cái tượng Phật là mẹ Quan Âm ấy, mẹ Quan Âm. Không gian rất là rộng rãi anh chị. Nó hệ thống rồi cây xanh trồng rồi bố trí rất là thoáng gió, rất là mát. Này, hoa lan anh chị, rất là đẹp luôn. Anh chị mua về là cô chủ tặng luôn tất cả nội thất luôn á anh chị. Rồi đấy, cái tượng mà mẹ Quan Âm này anh chị, là cô chủ này là xin và thỉnh từ non nước Đà Nẵng về đấy, đá từ non nước Đà Nẵng ấy. Đó, anh chị nào mà mua căn nhà này thì sẽ được
cô chủ là cúng dường cho tượng Quan Âm luôn. Không gian mình đây, không gian phía tổng quan khu vực phòng thờ rất là ấm cúng, rất là tâm linh. Còn cái phía sau, không gian phía sau anh chị, không gian phía sau thì tại là công năng mình sử dụng không hết thì chị chủ cũng có chừa ra làm cái khoảng bên này là nhà vệ sinh này, bây giờ cũng để kho thôi. Phía sau để khoảng sân thượng luôn. Đấy, rất là thoáng gió. Này, anh chị thấy không? Phía bên này này. Đó, rất là thoáng. Rồi cả khu vực bên này anh chị qua là anh chị thấy này, nó có nhà vệ sinh luôn. Công năng rất là dư dả luôn anh chị. Cái này mà vì anh chị cải tạo phòng ốc cho thuê thì cũng rất là rộng rãi, rất là tiện luôn. Rồi cái khoảng không gian phía trên này anh chị, phía trên đó thì hiện tại đó là chị chủ cũng có đúc một cái sàn đúc giả anh đó luôn. Cái chi phí đúc bên này là cũng gần 300 triệu anh chị, 300 triệu hơn luôn, nhưng mới đâu là anh chị cô chủ là đúc lên đó để cải tạo phía bên đây một cái phòng để cho thuê, và phía khoảng dân trước là để trồng cây nuôi gà nữa cơ. À, anh chị coi nè, nó khoảng phòng rất là rộng rãi luôn. Phía bên trước kia thì có trồng lan, trồng hoa các kiểu, đây là nuôi vài con gà nó gái cho nó vui thôi. Đấy, rất là rộng rãi, rất là công năng luôn anh chị ơi. Căn này mà anh chị mua là phải mê luôn rồi đấy. Đó, cái phòng phía sau này cũng đang là cho thuê anh chị, hai bên với nhau rất là rộng rãi. Bên kia thì có giờ làm đối diện cái phía bên này là ra hướng bên này là ra bên Trường Chinh anh chị, hướng phía hướng bên đó ra đấy. Diện tích căn này là ngang 4m5, dài 19 anh chị. Nhà thì một trệt, hai lầu, sân thượng bê tông cốt thép. Sân thượng thôi, phía trên nó còn làm một tum nữa thì gồm có một phòng đó nữa. Thì tổng công năng của nhà mình thì nó gồm có là 5 phòng ngủ hết, và 5 phòng ngủ thì đều có nhà vệ sinh riêng biệt hết nha anh chị. Và đặc biệt trên sân thượng thì còn có tới hai nhà vệ sinh nữa, có một phòng thờ nữa. Đó, công năng rất là lớn luôn. Căn nhà này mà anh chị mua là một đại gia đình mình ở luôn á, chỉ với 6.7 thôi. Đi làm bên Tân Phú, Tân Bình gì rất là tiện. Thay vì anh chị mua ở Tân Phú, Tân Bình thì hãy về đây mua ngay một căn nhà này, giá rất là tốt. Đó, anh chị coi, tổng quan khu vực mình bây giờ là đã xây cao tầng sang sát. Khu này rất là dân trí anh chị, và có tiện ích, cái tiềm năng tương lai rất là lớn luôn. Từ cái trục đường Trường Chinh á mà để anh chị đi về bên hướng này là ra Trường Chinh này, anh chị thấy không? Trường Chinh thì cái tương lai là rất là phát triển rất là lớn luôn. Nếu mà sau khi mà Củ Chi lên thành phố và Hóc Môn lên quận thì cái đây là trục chính để kết nối lên cái khu vực bên đó, quốc lộ 22 về bên hướng Bắc Sài Gòn. Thì cái khu vực này là phát triển rất là lớn, tiềm năng rất là lớn. Giá trị cho tiềm năng cái khu mà tuyến Metro 2 Bến Thành Tham Lương thì đang được giải phóng mặt bằng và khởi công anh chị. Thì giá rất là tốt luôn. Chỉ 6.7 thôi mà anh chị tìm ra được căn nhà như thế này. Căn này mà nếu mà tính về nội thất này kia anh chị xây hết thì độ phải 2.5-3 tỷ rồi. Thành ra là căn này giá rất là tốt. Hảo chia sẻ rất là thật lòng với anh chị, nên anh chị nào mà có nhu cầu mình mua hôm giờ đi xem nhà bên Tân Phú, Tân Bình ấy mà nó quá với tài chính, nó không có nhà nhu cầu phù hợp thì hãy về đây với Hảo ngay một cái vị trí ngay cầu Tham Lương ấy, chạy xuống một tí thôi là bên quận 12. Giá rất là rẻ, rất là tốt luôn. Gặp trực tiếp chị chủ thương thảo thương lượng luôn, giá cả thì còn bớt thêm cho anh chị một thêm một chút đỉnh, nên là căn này mà anh chị bỏ qua thì rất là đáng tiếc. Giá rẻ anh chị coi này, hệ thống tường xây rất là kiên cố, hai lớp ấy rất là cứng, cửa gỗ thì gỗ cam xe hết, rất là hiện đại, rất là đẹp luôn. Căn này bây giờ là không có một cái điểm nào mà để chê nữa anh chị, Hảo là Hảo khen suốt cái video luôn ấy. Nên là anh chị nào mà mê căn này thì hãy gọi trực tiếp đến số điện thoại của Hảo, chỉ còn tầm khoảng độ mà 2 tuần hơn thôi thì cô chủ sẽ bán mất thôi. Bởi vì rất là nhiều người đang trả giá với cô chủ mà chưa được giá nên cô chủ không có bán, thì cô chủ giảm chào từ 7.2 còn lại giá chỉ 6.7 thôi, thì giá rất là rẻ rồi mà không thể là giảm hơn được nữa. Đó, nên là cái đây là vị trí trước đường nhà mình anh chị, chạy một trục thẳng thôi, hiểm sơ một trục thẳng nha. Hiểm thì trước nhà mình tầm độ là 5-6 mét gì đấy, một trục thẳng thì ra ngoài bên kia hướng kia là Trường Chinh rồi. Đó, công năng rất là tiện ích, về trung tâm rất là gần, anh chị ở Tân Phú, Tân Bình tính ra khu vực này ở rất là tiện ích chứ đâu ít đâu. Đó, Hảo chạy ngược chiều một tí cho anh chị coi khu vực bên này. Đó, thẳng bên đây là một trục chính luôn, anh chị đi về bên Trường Chinh luôn ấy.
Anh chị nào có nhu cầu mua căn nhà này thì gọi ngay đến số điện thoại của Hảo Địa Phát dưới video cho anh chị. Anh chị nhớ like, subscribe, nhấn chuông thông báo và đăng ký kênh Nhà Đất Hảo Địa Phát để cập nhật những thông tin căn nhà đất giá rẻ nhất khu vực. Hảo xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video nhà đất giá rẻ tiếp theo. Hello, xin chào tất cả anh chị. Hôm nay Hảo Địa Phát xin giới thiệu đến chị một căn nhà nằm trên trục đường Trường Chinh anh chị. Diện tích mình là ngang 4m5 dài 19, gồm có 4 tầng, hẻm một sẹt, một trục thẳng, xe hơi 5m, mặt tiền đường Trường Chinh nha anh chị. Đó, chị thấy đường Trường Chinh không? Rất là xôm, rất là sầm uất luôn. Nhà mình thì 5m nha anh chị, khu vực rất là rộng rãi luôn. Giờ Hảo xin mời tất cả anh em chúng ta cùng nhau tham quan ngôi nhà nha. Đây chính là trục chính đường Trường Chinh anh chị ơi. Khu vực phía bên này á là về bên Củ Chi, Hóc Môn rồi đấy, quận 12. Còn cái hướng phía bên này, hướng lên trên đó là anh chị về bên cầu Tham Lương anh chị, Trường Chinh, Âu Cơ, về trung tâm quận Tân Bình, rồi các cái tiện ích khu vực rất là gần luôn. Bên này thì nó có một tuyến là metro Bến Thành 2 anh chị, Bến Thành Tham Lương á đang được triển khai ấy. Chào tất cả các bạn, đây là siêu phẩm của chúng ta. Đây, một căn nhà 4 tầng bê tông cốt thép cực kỳ kiên cố luôn anh chị ơi, chủ tự xây ở mà giá thì từ 7,2 tỷ, bây giờ giảm chào còn 6,7 tỷ thôi. Hiện tại thì cô chủ là đang có giấy để đi nước ngoài nên rất là gấp bán luôn anh chị, giá rất là tốt so khu vực. Thì nhờ Hảo qua quay lại căn nhà để truyền thông đến tất cả anh chị có theo dõi kênh Nhà Đất Hảo Địa Phát xem, và nếu có ưng ý thì hãy liên hệ trực tiếp đến Hảo ngay và luôn, bởi vì căn này là dự kiến là cô chủ sẽ bán trong vòng độ 2 tuần thôi anh chị. Giá rất là tốt so với thị trường nên anh chị cùng nhau tham quan. Nhà mình thì có diện tích là ngang 4,5m, dài 19 vuông vức, nhà một trệt, hai lầu, sân thượng, bê tông cốt thép cực kỳ kiên cố luôn anh chị. Hệ thống tường là đều được xây 20 hết anh chị, và cả các hệ thống dầm cột. Hảo khẳng định với anh chị luôn, anh chị vào cái nhà này cái là mê luôn anh chị ơi. Giá chỉ có 6,7 tỷ thôi, rất là rẻ so với thị trường anh chị. Chủ thì tặng lại cho anh chị là toàn bộ nội thất luôn. Nhà mình là được thiết kế tất cả các cửa anh chị, cửa chính, cửa sổ và cái hệ thống mà nội thất đồ gỗ của cửa tủ và cửa bếp ấy, toàn là gỗ cam xe luôn, chính hãng nha anh chị, chính hiệu luôn. Đấy, khu vực rất là rộng rãi, anh chị thấy cái phòng bếp là anh chị mê rồi. Và cả cái sân sau anh chị, nó có một cái khoảng là giếng trời thông lên 4 tầng luôn anh chị. Bên hông phía sau nhà mình thì nó có một cái khoảng lùi thông gió phía sau nữa nên rất là thoáng luôn. Hệ thống phòng vệ sinh thì tất cả phòng ngủ thì đều có nhà vệ sinh riêng biệt hết. Hiện tại gia đình ở thì chỉ có là hai cô chú thôi, với lại một đứa cháu, con cái thì đang ở bên Mỹ hết rồi, thành thử là bây giờ là bán nhà để qua cùng với con cái. Này anh chị thấy cái hệ thống rồi thiết kế rồi rèm tường rất là đẹp luôn anh chị. Hai cô chú thì hiện tại là đang ở dưới tầng trệt và một phòng ở trên. Còn lại công năng thì phía trên thì gồm có hiện tại là có 5 phòng hết, 5 phòng nhà vệ sinh riêng biệt, thì đang cho thuê là một phòng là 7 đến 8 triệu một tháng. Khách cô chủ cho thuê là toàn là khách VIP, khách sộp không anh chị. Đấy, đa số là dân văn phòng và dân là gọi là có tri thức không thôi, không phải là tạp nham, nên là ở trong nhà rất là tiện ích, rất là thoải mái. Đây, anh chị cùng nhau tham quan. Đây là khán phòng phía trước đây, thì là phòng của bé Na, là hai cô chú đang ở cùng với đứa cháu. Đó, nhà vệ sinh riêng biệt rất là rộng rãi, rất là thoáng. Anh chị để ý xem này, phía bên trong thì có một cái khung cửa kính để ngăn cái không gian phòng tắm phía trong nữa, rất là hiện đại luôn. Nhà này là được xây mới tầm độ 3 năm thôi anh chị, và chủ người ta tự xây ở nên là thiết kế rất là công năng luôn. Tầm với cái giá 6,7 tỷ, nếu mà anh chị mua một cái căn nhà ở khu vực quận Tân Phú hay Tân Bình thì tầm độ là bây giờ giá thị trường bên đó để một cái hẻm xe hơi đi thì tầm cái độ là chắc là độ 40 mét vuông thôi, nhà có trệt một lầu rồi. Đấy, thì thay vì mua một cái nhà bên quận Tân Phú hay là quận Tân Bình như một cái ô chuột vậy đấy, thì anh chị hãy hướng về phía bên này, quận 12 ngay cầu Tham Lương luôn, mà giá chỉ có 6,7 tỷ thôi anh chị. Phía bên kia là cái trường trung học cơ sở đó. Đó, tiện ích rất là nhiều, khu vực rất là nhiều, mà nhà mình là hẻm xe hơi thông nha anh chị, hẻm xe hơi thông từ đường Trường Chinh qua đường Sông Hành, xe hơi có thể đậu đổ trong nhà thoải mái luôn. Đấy, vàng hoa tiểu cảnh rồi, rất là đẹp. Cái phòng phía sau bên kia thì hiện tại thì đang cho thuê, thành thử ra là không có xem trong được. Một lát nữa thì mở được cái phòng phía trên thì Hảo quay cái phòng phía trên cho anh chị xem. Anh chị cùng nhau theo Hảo lên tham quan cái lầu 2 nha anh chị. Này anh chị coi này, các cái hệ thống bậc tăng cấp này, bước thang ấy lên xuống rất là dễ dàng luôn, chuẩn cái phong thủy nó luôn anh chị.
đây là khu vực phía trên đây, đây là khán phòng phía trước. Hiện tại là bên này đó là anh làm văn phòng, anh đang thuê thì anh vừa chuyển đồ đạc xong nên nó hơi bừa bộn một tí nha anh chị. Đấy, nhà vệ sinh riêng biệt, tính ra là một cái phòng này á, phòng này nó rộng là tầm độ là 25-30 mét vuông anh chị, thành thử là như một cái nhà công năng vậy đấy, có nhà vệ sinh riêng biệt luôn. Phía trước thì có ban công thì anh chị có thể là mình làm bếp núc này kia ấy, rất là tiện ích luôn, như một cái nhà vậy đấy. Nếu mà một thuê cho hai vợ chồng trẻ, một đứa con ở một cái phòng này rất là tốt luôn, mà khu này với cô chủ rất là thoải mái tiện ích nữa, mà công năng nữa đó, giờ giấc thì về tự do. Thành thử là phòng đây hiện tại là đang cho thuê là 8 triệu một tháng nên anh chị, rất là rộng rãi. Thì để chú vô mở cái phòng phía sau luôn, phía sau cho anh chị tham quan cái khoảng phòng phía sau, nó rất là rộng rãi, rất là thoáng, cầu thang rồi lên xuống, rồi cái mà thông khí thông gió, ánh sáng cái nhà này rất là đẹp anh chị. Anh chị mà mua đấy, mua để mình ở mà các cái khu vực mà về bên quận Gò Vấp này, Tân Bình hay Tân Phú thì rất là tiện, hay là Phú Nhuận rất là tiện, bởi vì cái trục đường Trường Chinh này anh chị chạy về rất là gần, không có xa. Và nhà mình thì ngay cái vị trí cái cầu Tham Lương ấy thì nó đã giáp bên Tân Bình rồi đó, nó về bên khu vực Phan Huy Ích này kia rất là gần anh chị, tiện ích rất là nhiều. Rồi, chú đã mở cửa khán phòng phía sau cho anh chị. Đây là cái phòng phía sau nè anh chị, là tất cả hệ thống phòng trên phòng dưới đều giống nhau hết nè anh chị coi nè, nó đều có cái ban công rồi giếng trời rất là thoáng hết, thông gió thông khí với nhau hết, mà hệ thống phòng móc rất là rộng. Anh chị thấy để cái tủ đồ nè, bàn làm việc nè, rồi giường nè, bàn trang điểm nè, rồi bên này có một cái bàn lớn nữa cơ, nó rất là rộng, rất là rộng rãi luôn. Này, phòng bên này thì đang cho thuê là 6 triệu một tháng này anh chị coi này, có cái khoảng khâu giếng trời nè, rồi cái phía bên này thì nhà vệ sinh cũng rất là rộng luôn. Nếu mà anh chị này, anh chị coi hệ thống phòng vệ sinh hai bên như nhau hết, đều rộng rãi như nhau. Bên kia thì nó có một cái lỗ thông gió anh chị, thông gió bên đó là cái hẻm phía sau ấy, mình nhà mình là hai mặt hẻm, có một cái hẻm phía sau nữa, thì thành thử ra rất là thoáng gió giữa hai bên nhà, hai bên hông luôn, cực kỳ thoáng luôn. Này anh chị xem tổng quan qua, bây giờ anh chị cùng nhau lên xem lầu 3 nha anh chị. Lầu 3 nhà mình là một trệt, hai lầu sân thượng, và phía trên nó có một cái tum không gian nữa. Đây phòng vào lầu 3 anh chị ơi. Đấy, rất là mê luôn, nhìn hệ thống cầu thang là anh chị thấy rồi, rất là hiện đại, lên xuống rất là thoải mái, rất là đẹp luôn. Căn này chỉ 6 tỷ 7 thôi mà anh chị chê nữa là không có cái điểm nào mà chê luôn, hiểm xe hơi thông nữa mà. Phía trước này là hiện tại hay đó, là cái phòng thờ là ông bà với lại là các tượng Phật nè anh chị. Này mà nếu mà anh chị có theo đạo Phật thì mua nhà mình thì rất là thích luôn á anh chị. Đấy, không gian rất là rộng rãi anh chị, và phía trước thì có một khoảng sân thượng rất là thoáng, thì anh chị thấy không, cái không gian nó rất là ấm cúng, nó rất là linh thiêng. Tại cô chủ mình là có tuổi rồi và của theo đạo Phật và rất là tâm cái tâm á anh chị, bán cái nhà này cô cũng rất là tiếc, nhưng mà phải đi theo con cái giờ phải bán thôi, chứ còn nhu cầu xưa là xây để ở. Đấy, anh chị thấy phía trước là có một cái tượng Phật là Mẹ Quan Âm ấy, Mẹ Quan Âm. Không gian rất là rộng rãi anh chị, nó hệ thống rồi cây xanh trồng rồi bố trí rất là thoáng gió, rất là mát. Này, hoa lan anh chị rất là đẹp luôn, anh chị mua về là cô chủ tặng luôn tất cả nội thất luôn á anh chị. Rồi đấy, cái tượng mà Mẹ Quan Âm này anh chị, là cô chủ này là xin và thỉnh từ non nước Đà Nẵng về đấy, đá từ non nước Đà Nẵng ấy. Đó, anh chị nào mà mua căn nhà này thì sẽ được cô chủ là cúng dường cho tượng Quan Âm luôn. Không gian mình đây, không gian phía tổng quan khu vực phòng thờ rất là ấm cúng, rất là tâm linh. Còn cái phía sau, không gian phía sau anh chị, không gian phía sau thì tại là công năng mình sử dụng không hết thì chị chủ cũng có chừa ra làm cái khoảng bên này là nhà vệ sinh này, bây giờ cũng để kho thôi, phía sau để khoảng sân thượng luôn. Đấy, rất là thoáng gió này, anh chị thấy không, phía bên này nè rất là thoáng. Rồi cả khu vực bên này anh chị qua là anh chị thấy này, nó có nhà vệ sinh luôn, công năng rất là dư dả luôn anh chị. Cái này mà vì anh chị cải tạo phòng ốc cho thuê thì cũng rất là rộng rãi, rất là tiện luôn.
Rồi cái khoảng không gian phía trên này anh chị, phía trên đó thì hiện tại đó là chị chủ cũng có đúc một cái sàn đúc giả anh đó luôn. Cái chi phí đúc bên này là cũng gần 300 triệu anh chị, 300 triệu hơn luôn, nhưng mới đâu là anh chị cô chủ là đúc lên đó để cải tạo phía bên đây một cái phòng để cho thuê, và phía khoảng dân trước là để trồng cây nuôi gà nữa cơ. À, anh chị coi nè, nó khoảng phòng rất là rộng rãi luôn. Phía bên trước kia thì có trồng lan, trồng hoa các kiểu, đây là nuôi vài con gà nó gái cho nó vui thôi. Đấy, rất là rộng rãi, rất là công năng luôn anh chị ơi. Căn này mà anh chị mua là phải mê luôn rồi đấy. Đó, cái phòng phía sau này cũng đang là cho thuê anh chị, hai bên với nhau rất là rộng rãi. Bên kia thì có giờ làm đối diện cái phía bên này là ra hướng bên này là ra bên Trường Chinh anh chị, hướng phía hướng bên đó ra đấy. Diện tích căn này là ngang 4m5, dài 19 anh chị. Nhà thì một trệt, hai lầu, sân thượng bê tông cốt thép. Sân thượng thôi, phía trên nó còn làm một tum nữa thì gồm có một phòng đó nữa. Thì tổng công năng của nhà mình thì nó gồm có là 5 phòng ngủ hết, và 5 phòng ngủ thì đều có nhà vệ sinh riêng biệt hết nha anh chị. Và đặc biệt trên sân thượng thì còn có tới hai nhà vệ sinh nữa, có một phòng thờ nữa. Đó, công năng rất là lớn luôn. Căn nhà này mà anh chị mua là một đại gia đình mình ở luôn á, chỉ với 6 tỷ 7 thôi. Đi làm bên Tân Phú, Tân Bình gì rất là tiện. Thay vì anh chị mua ở Tân Phú, Tân Bình thì hãy về đây mua ngay một căn nhà này, giá rất là tốt. Đó, anh chị coi tổng quan khu vực mình bây giờ là đã xây cao tầng sang sát, khu này rất là dân trí anh chị, và có tiện ích, cái tiềm năng tương lai rất là lớn luôn. Từ cái trục đường Trường Chinh á mà để anh chị đi về bên hướng này là ra Trường Chinh này, anh chị thấy không? Trường Chinh thì cái tương lai là rất là phát triển rất là lớn luôn. Nếu mà sau khi mà Củ Chi lên thành phố và Hóc Môn lên quận thì cái đây là trục chính để kết nối lên cái khu vực bên đó, quốc lộ 22 về bên hướng Bắc Sài Gòn. Thì cái khu vực này là phát triển rất là lớn, tiềm năng rất là lớn. Giá trị cho tiềm năng cái khu mà tuyến Metro 2 Bến Thành Tham Lương thì đang được giải phóng mặt bằng và khởi công anh chị. Thì giá rất là tốt luôn, chỉ 6 tỷ 7 thôi mà anh chị tìm nó ra được căn nhà như thế này. Căn này mà nếu mà tính về nội thất này kia anh chị xây hết thì độ phải 2 tỷ rưỡi 3 tỷ rồi. Thành ra là căn này giá rất là tốt. Hảo chia sẻ rất là thật lòng với anh chị, nên anh chị nào mà có nhu cầu mình mua hôm giờ đi xem nhà bên Tân Phú, Tân Bình ấy mà nó quá với tài chính, nó không có nhà nhu cầu phù hợp thì hãy về đây với Hảo ngay một cái vị trí ngay cầu Tham Lương ấy, chạy xuống một tí thôi là bên quận 12. Giá rất là rẻ, rất là tốt luôn. Gặp trực tiếp chị chủ thương thảo thương lượng luôn, giá cả thì còn bớt thêm cho anh chị một thêm một chút đỉnh, nên là căn này mà anh chị bỏ qua thì rất là đáng tiếc. Giá rẻ anh chị coi này, hệ thống tường xây rất là kiên cố, hai lớp ấy rất là cứng, cửa gỗ thì gỗ cam xe hết, rất là hiện đại, rất là đẹp luôn. Căn này bây giờ là không có một cái điểm nào mà để chê nữa anh chị, Hảo là Hảo khen suốt cái video luôn ấy. Nên là anh chị nào mà mê căn này thì hãy gọi trực tiếp đến số điện thoại của Hảo, chỉ còn tầm khoảng độ mà 2 tuần hơn thôi thì cô chủ sẽ bán mất thôi. Bởi vì rất là nhiều người đang trả giá với cô chủ mà chưa được giá nên cô chủ không có bán, thì cô chủ giảm chào từ 7 tỷ 2, còn lại giá chỉ 6 tỷ 7 thôi thì giá rất là rẻ rồi. Nhà mình thì có diện tích là ngang 4m rưỡi, dài 19 vuông vức, nhà một trệt, hai lầu, sân thượng, bê tông cốt thép cực kỳ kiên cố luôn anh chị. Hệ thống tường là đều được xây 20 hết anh chị, và cả các hệ thống dầm cột. Hảo khẳng định với anh chị luôn, anh chị vào cái nhà này cái là mê luôn chị ơi. Giá chỉ có 6 tỷ 7 thôi, rất là rẻ so với thị trường anh chị. Chủ thì tặng lại cho anh chị là toàn bộ nội thất luôn. Nhà mình là được thiết kế tất cả các cửa anh chị, cửa chính, cửa sổ và cái hệ thống mà nội thất đồ gỗ của cửa tủ và cửa bếp ấy, toàn là gỗ cam xe luôn, chính hãng nha anh chị, chính hiệu luôn. Đấy, khu vực rất là rộng rãi, anh chị thấy cái phòng bếp là anh chị mê rồi. Và cả cái sân sau anh chị, nó có một cái khoảng là giếng trời thông lên 4 tầng luôn anh chị. Bên hông phía sau nhà mình thì nó có một cái khoảng lùi thông gió phía sau nữa nên rất là thoáng luôn. Hệ thống phòng vệ sinh thì tất cả phòng ngủ thì đều có nhà vệ sinh riêng biệt hết. Hiện tại gia đình ở thì chỉ có là hai cô chú thôi, với lại một đứa cháu. Con cái thì đang ở bên Mỹ hết rồi, thành thử là bây giờ là bán nhà để qua cùng với con cái. Này anh chị thấy cái hệ thống rồi thiết kế rồi rèm tường rất là đẹp luôn anh chị. Hai cô chú thì hiện tại là đang ở dưới tầng trệt và một phòng ở trên. Còn lại công năng thì phía trên thì gồm có hiện tại là có 5 phòng hết, 5 phòng nhà vệ sinh riêng biệt. Thì đang cho thuê là một phòng là 7 đến 8 triệu một tháng. Khách cô chủ cho thuê là toàn là khách VIP, khách sộp không anh chị.
đấy, đa số là dân văn phòng và dân là gọi là có tri thức không thôi, không phải là tạp nham, nên là ở trong nhà rất là tiện ích, rất là thoải mái. Đây anh chị cùng nhau tham quan, đây là khán phòng phía trước, đây thì là phòng của bé Na, là hai cô chú đang ở cùng với đứa cháu đó. Nhà vệ sinh riêng biệt rất là rộng rãi, rất là thoáng. Anh chị để ý xem này, đây, phía bên trong thì có một cái khung cửa kính để ngăn cái không gian phòng tắm phía trong nữa, rất là hiện đại luôn. Nhà này là được xây mới tầm độ 3 năm thôi anh chị, và chủ người ta tự xây ở nên là thiết kế rất là công năng luôn. Tầm với cái giá 6 tỷ 7, nếu mà anh chị mua một cái căn nhà ở khu vực quận Tân Phú hay Tân Bình thì tầm độ là bây giờ giá thị trường mình đó, để một cái hẻm xe hơi đi thì tầm cái độ là chắc là độ 40 mét vuông thôi, nhà có trệt một lầu rồi. Đấy thì thay vì mua một cái nhà bên quận Tân Phú hay là quận Tân Bình như một cái ô chuột vậy đấy, thì anh chị hãy hướng về phía bên này, quận 12 ngay cầu Tham Lương luôn, mà giá chỉ có 6 tỷ 7 thôi anh chị. Phía bên kia là cái trường trung học cơ sở đó. Đó, tiện ích rất là nhiều, khu vực rất là nhiều, mà nhà mình là hẻm xe hơi thông nha anh chị. Hẻm xe hơi thông từ đường Trường Chinh qua đường Sông Hành. Xe hơi có thể đậu đổ trong nhà thoải mái luôn. Đấy, dàn hoa tiểu cảnh rồi rất là đẹp. Cái phòng phía sau bên kia thì hiện tại thì đang cho thuê, thành thử ra là không có xem trong được. Một lát nữa thì mở được cái phòng phía trên thì Hảo quay cái phòng phía trên cho anh chị xem. Anh chị cùng nhau theo Hảo lên tham quan cái lầu 2 nha anh chị. Nè anh chị coi nè, các cái hệ thống bậc tăng cấp này, bước thang ấy lên xuống rất là dễ dàng luôn, chuẩn cái phong thủy đó luôn anh chị. Đây là khu vực phía trên đây. Đây là khán phòng phía trước. Hiện tại là bên này đó là anh làm văn phòng đang thuê, thì anh vừa chuyển đồ đạc xong nên nó hơi bừa bộn một tí nha anh chị. Đấy, nhà vệ sinh riêng biệt, tính ra là một cái phòng này á, phòng này nó rộng là tầm độ là 25-30 mét vuông anh chị, thành thử là như một cái nhà công năng vậy đấy, có nhà vệ sinh riêng biệt luôn. Phía trước thì có ban công thì anh chị có thể là mình làm bếp núc này kia ấy, rất là tiện ích luôn, như một cái nhà vậy đấy. Nếu mà một thuê cho hai vợ chồng trẻ, một đứa con ở một cái phòng này rất là tốt luôn, mà khu này với cô chủ rất là thoải mái, tiện ích nữa, mà công năng nữa đó. Giờ giấc thì về tự do, thành thử là phòng này hiện tại là đang cho thuê là 8 triệu một tháng nên anh chị, rất là rộng rãi. Thì để chú mở cái phòng phía sau luôn, phía sau cho anh chị tham quan cái khoảng phòng phía sau, nó rất là rộng rãi, rất là thoáng, cầu thang rồi lên xuống, rồi cái mà thông khí thông gió, ánh sáng cái nhà này rất là đẹp anh chị. Anh chị mà mua đấy, mua để mình ở mà các cái khu vực mà về bên quận Gò Vấp này, Tân Bình hay Tân Phú thì rất là tiện, hay là Phú Nhuận rất là tiện, bởi vì cái trục đường Trường Chinh này anh chị chạy về rất là gần, không có xa. Và nhà mình thì ngay cái vị trí cái cầu Tham Lương ấy thì nó đã giáp bên Tân Bình rồi đó, nó về bên khu vực Phan Huy Ích này kia rất là gần anh chị, tiện ích rất là nhiều. Rồi chú đã mở cửa khán phòng phía sau cho anh chị. Đây là cái phòng phía sau nè anh chị, là tất cả hệ thống phòng trên phòng dưới đều giống nhau hết nè anh chị coi nè, nó đều có cái ban công rồi giếng trời rất là thoáng hết, thông gió thông khí với nhau hết, mà hệ thống phòng móc rất là rộng. Anh chị thấy để cái tủ đồ nè, bàn làm việc nè, rồi giường nè, bàn trang điểm nè, rồi bên này có một cái bàn lớn nữa cơ, nó rất là rộng, rất là rộng rãi luôn. Này phòng bên này thì đang cho thuê là 6 triệu một tháng này anh chị coi này, có cái khoảng khâu giếng trời nè, rồi cái phía bên này thì nhà vệ sinh cũng rất là rộng luôn. Nếu mà anh chị này, anh chị coi hệ thống phòng vệ sinh hai bên như nhau hết, đều rộng rãi như nhau. Bên kia thì nó có một cái lỗ thông gió anh chị, thông gió bên đó là cái hẻm phía sau ấy, mình nhà mình là hai mặt hẻm, có một cái hẻm phía sau nữa, thì thành thử ra rất là thoáng gió giữa hai bên nhà, hai bên hông luôn, cực kỳ thoáng luôn. Này anh chị xem tổng quan qua, bây giờ anh chị cùng nhau lên xem lầu 3 nha anh chị. Lầu 3 nhà mình là một trệt, hai lầu sân thượng, và phía trên nó có một cái tum không gian nữa. Đây phòng vào lầu 3 nè anh chị ơi. Này, rất là mê luôn, nhìn hệ thống cầu thang là anh chị thấy rồi, rất là hiện đại, lên xuống rất là thoải mái, rất là đẹp luôn. Căn này chỉ 6 tỷ 7 thôi mà anh chị chê nữa là không có cái điểm nào mà chê luôn, hiểm xe hơi thông nữa mà. Phía trước này là hiện tại hay đó, là cái phòng thờ là ông bà với lại là các tượng Phật nè anh chị. Này mà nếu mà anh chị có theo đạo Phật thì mua nhà mình thì rất là thích luôn á anh chị. Đấy, không gian rất là rộng rãi anh chị, và phía trước thì có một khoảng sân thượng rất là thoáng, thì anh chị thấy không, cái không gian nó rất là ấm cúng, nó rất là linh thiêng.
tại cô chủ mình là có tuổi rồi và của theo đạo Phật và rất là tâm cái tâm á anh chị. Bán cái nhà này cô cũng rất là tiếc nhưng mà phải đi theo con cái giờ phải bán thôi, chứ còn nhu cầu xưa là xây để ở. Đấy, anh chị thấy phía trước là có một cái tượng Phật là Mẹ Quan Âm ấy, Mẹ Quan Âm. Không gian rất là rộng rãi anh chị, nó hệ thống rồi cây xanh trồng rồi bố trí rất là thoáng gió rồi rất là mát. Này hoa lan anh chị rất là đẹp luôn, anh chị mua về là cô chủ tặng luôn tất cả nội thất luôn á anh chị. Rồi đấy cái tượng mà Mẹ Quan Âm này anh chị là cô chủ này là xin và thỉnh từ non nước Đà Nẵng về đấy, đá từ non nước Đà Nẵng ấy. Đó, anh chị nào mà mua căn nhà này thì sẽ được cô chủ là cúng dường cho tượng Quan Âm luôn. Không gian mình đây, không gian phía tổng quan khu vực phòng thờ rất là ấm cúng, rất là tâm linh. Còn cái phía sau, không gian phía sau anh chị, không gian phía sau thì tại là công năng mình sử dụng không hết thì chị chủ cũng có chừa ra làm cái khoảng bên này là nhà vệ sinh này, bây giờ cũng để kho thôi, phía sau để khoảng sân thượng luôn. Đấy, rất là thoáng gió này, anh chị thấy không, phía bên này này đó, rất là thoáng. Rồi cả khu vực bên này anh chị qua là anh chị thấy này, nó có nhà vệ sinh luôn, công năng rất là dư dả luôn anh chị. Cái này mà vì anh chị cải tạo phòng ốc cho thuê thì cũng rất là rộng rãi, rất là tiện luôn. Rồi cái khoảng không gian phía trên này anh chị, phía trên đó thì hiện tại đó là chị chủ cũng có đúc một cái sàn đúc giả đó luôn. Cái chi phí đúc bên này là cũng gần 300 triệu anh chị, 300 triệu hơn luôn chứ không ít đâu. Là anh chị cô chủ là đúc lên đó để cải tạo phía bên đây một cái phòng để cho thuê, và phía khoảng dân trước là để trồng cây nuôi gà nữa cơ. À, anh chị coi nè, nó khoảng phòng rất là rộng rãi luôn. Phía bên trước kia thì có trồng lan, trồng hoa các kiểu. Đây là nuôi vài con gà nó gái cho nó vui thôi. Đấy, rất là rộng rãi, rất là công năng luôn anh chị ơi. Căn này mà anh chị mua là phải mê luôn đấy. Đó, cái phòng phía sau này cũng đang là cho thuê anh chị, hai bên với nhau rất là rộng rãi. Bên kia thì có giờ làm đối diện cái phía bên này là ra hướng bên này là ra bên Trường Chinh anh chị, hướng phía hướng bên đó ra đấy. Diện tích căn này là ngang 4m5 dài 19 nha anh chị. Nhà thì một trệt, hai lầu, sân thượng bê tông cốt thép. À, sân thượng thôi, phía trên nó còn làm một tum nữa thì gồm có một phòng nữa. Thì tổng công năng của nhà mình thì nó gồm có là 5 phòng ngủ hết, và 5 phòng ngủ thì đều có nhà vệ sinh riêng biệt hết nha anh chị. Và đặc biệt trên sân thượng thì còn có tới hai nhà vệ sinh nữa, có một phòng thờ nữa. Đó, công năng rất là lớn luôn. Căn nhà này mà anh chị mua là một đại gia đình mình ở luôn á, chỉ với 6.7 thôi. Đi làm bên Tân Phú, Tân Bình gì rất là tiện. Thay vì anh chị mua ở Tân Phú, Tân Bình thì hãy về đây mua ngay một căn nhà này, giá rất là tốt. Đó, anh chị coi, tổng quan khu vực mình bây giờ là đã xây cao tầng sang sát. Khu này rất là dân trí anh chị, và có tiện ích, cái tiềm năng tương lai rất là lớn luôn. Từ cái trục đường Trường Chinh á mà để anh chị đi về bên hướng này là ra Trường Chinh này, anh chị thấy không? Trường Chinh thì cái tương lai là rất là phát triển rất là lớn luôn. Nếu mà sau khi mà Củ Chi lên thành phố và Hóc Môn lên quận thì cái đây là trục chính để kết nối lên cái khu vực bên đó, quốc lộ 22 về bên hướng Bắc Sài Gòn. Thì cái khu vực này là phát triển rất là lớn, tiềm năng rất là lớn. Giá trị cho tiềm năng cái khu mà tuyến Metro 2 Bến Thành Tham Lương thì đang được giải phóng mặt bằng và khởi công anh chị. Thì giá rất là tốt luôn, chỉ 6.7 thôi mà anh chị tìm ra được căn nhà như thế này. Căn này mà nếu mà tính về nội thất này kia anh chị xây hết thì độ phải 2.5-3 tỷ rồi. Thành ra là căn này giá rất là tốt. Hảo chia sẻ rất là thật lòng với anh chị, nên anh chị nào mà có nhu cầu mình mua hôm giờ đi xem nhà bên Tân Phú, Tân Bình ấy mà nó quá với tài chính, nó không có nhà nhu cầu phù hợp thì hãy về đây với Hảo ngay một cái vị trí ngay cầu Tham Lương ấy, chạy xuống 1 tí thôi là bên quận 12, giá rất là rẻ, rất là tốt luôn. Gặp trực tiếp chị chủ thương thảo thương lượng luôn, giá cả thì còn bớt thêm cho anh chị một thêm một chút đỉnh, nên là căn này mà anh chị bỏ qua thì rất là đáng tiếc. Giá rẻ anh chị coi này, hệ thống tường xây rất là kiên cố, hai lớp ấy rất là cứng, cửa gỗ thì gỗ cam xe hết, rất là hiện đại, rất là đẹp luôn. Căn này bây giờ là không có một cái điểm nào mà để chê nữa anh chị, Hảo là Hảo khen suốt cái video luôn ấy. Nên là anh chị nào mà mê căn này thì hãy gọi trực tiếp đến số điện thoại của Hảo, chỉ còn tầm khoảng độ mà 2 tuần hơn thôi thì cô chủ sẽ bán mất thôi.
bởi vì rất là nhiều người đang trả giá với cô chủ mà chưa được giá nên cô chủ không có bán, thì cô chủ giảm chào từ 7.2 tỷ, còn lại giá chỉ 6.7 tỷ thôi, thì giá rất là rẻ rồi mà không thể là giảm hơn được nữa đó. Nên là cái đây là vị trí trước đường nhà mình anh chị, chạy một trục thẳng thôi, hiểm sẽ hơi một trục thẳng nha. Hiểm thì trước nhà mình tầm độ là 5-6 mét gì đấy, một trục thẳng thì ra ngoài bên kia hướng kia là trường trên rồi đó. Công năng rất là tiện ích, về trung tâm rất là gần anh chị, ở Tân Phú, Tân Bình, tính ra khu vực này ở rất là tiện ích chứ đâu ít đâu đó. Hảo chạy ngược chiều một tí cho anh chị coi khu vực bên này đó, thẳng bên đây là một trục chính luôn, anh chị đi về bên trường chinh luôn ấy. Anh chị nào có nhu cầu mua căn nhà này thì gọi ngay đến số điện thoại của Hảo Địa Phát chiếu video cho anh chị. Anh chị nhớ like, subscribe, nhấn chuông thông báo và đăng ký kênh Nhà Đất Hảo Địa Phát để cập nhật những thông tin căn nhà đất giá rẻ nhất khu vực. Hảo xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video nhà đất giá rẻ tiếp theo.